Đây, cái này là mấy anh này là mấy anh đi đẩy về đó, khi mọi người cắt xong á thì để dưới gốc như thế này đó, xong là đây là đi đẩy về các bạn ha. Ở bên đây măng cụt này, măng cụt của nhà chú. À, nhà anh Vũ bên có măng cụt này, có mấy cây trồng xen kẽ. Các bạn đi vô những cái vườn măng cụt trong giai đoạn này thì tối thui à. Ở đây vẫn có măng cụt này các bạn. Mùa này là đang chuẩn bị chín thôi, nếu mà măng cụt mà chín chín vụ là phải khoảng mùng 5 tháng 5. 5 tháng 5 hình như là hầu như tất cả các vườn trái cây đều chín. Nó hồng quá luôn á. Cái này là tết đây các bạn, tết. Nát cái cơm hồng hay cơm vàng đấy chứ. Như củ đậu ha. Như củ bơ, củ đậu. Dạ, như củ đậu á. Chỗ này là khoảng được bao nhiêu ký, bao nhiêu tấn anh nhỉ? 2 tấn. Năm nay so với năm ngoái thì giá nó như thế nào chị? À, cao hơn chút rồi, vậy mừng cho bà con. Cứ mỗi năm mà nó cao hơn được chút là sướng rồi. Năm ngoái được giá rồi, năm nay cao hơn chút là sướng rồi đó. Ồ, mấy anh kia đang đi ấy sầu. À, đi lụm hả? À. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại khu vực xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai các bạn. Thì khi chúng ta tới thành phố Long Khánh vào mùa này ha, đi vào những cái vườn cây ăn trái thì cái hình ảnh đầu tiên của chúng ta chứng kiến được là những hình ảnh như thế này. Những cái vườn cây trĩu quả, những cái vườn chôm chôm, những cái vườn bơ, những cái vườn sầu riêng trĩu quả đó, sai trái chín như thế này, nhìn đã ha. Chào bác, cho con quay cây em cho một tí cho bác nha. Đó, nhìn mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Đã mắt không? Thì mùa này là đang trong mùa chuẩn bị chín các bạn, chín lai rai. Thì dưới đây, dọc cái xã Bình Lộc này rất là nhiều những cái vườn cây ăn trái như thế này. Đó, chôm chín xà ra hai bên đường. Nhìn đã ha. Đây là chôm chôm Thái các bạn ha. Đó, thì chúng ta có thể nhận biết được qua hình ảnh của những cái lông của nó. Đấy, thì hôm nay mình có ông dưới này, ông đang thu hoạch sầu riêng các bạn. Đang thu hoạch sầu riêng. Ông gọi điện xuống để đi quay những hình ảnh về đi thu hoạch sầu riêng. Đó, mình muốn quay những hình ảnh đó để gửi tới cô chú anh chị và các bạn gần xa xem những cái đặc sản của Việt Nam, đặc sản của Long Khánh, Đồng Nai này. Đi tới đây thì thấy có cây chôm chôm này chín đẹp quá, nhìn nó đã mắt quá, mình muốn quay lại để gửi tới mọi người. Đó, các bạn tới khu vực này thì bây giờ trong giai đoạn này thì đi đâu thấy trái cây nó xà ra ngoài đường như thế này nè. Đó, nhưng không ai ăn đâu, không ai hái đâu. Thực sự là nếu bạn nào mà ngứa tay thì cũng rất là ngại ha. Thì ngày này ngứa tay cũng có nhiều cái điều để nói phết đấy. Rồi thì bây giờ mình đi vào khu vực trong đây. Khu vực trong này thì có ông bạn, ông đang thu hoạch sầu riêng. Và quay ra cái cảnh đi thu hoạch sầu riêng cho cô chú anh chị các bạn cùng xem ha. Ok. Đây, cái anh đang mới cắt xong, giờ tập hợp ở đây để chuẩn bị chuyển đi các bạn. Đó. Mùa này thì mọi người mà đi về Long Khánh thì tha hồ rất là nhiều những cái loại trái cây. Khu vực xung quanh đây thì ngoài sầu riêng, chôm chôm thì bắt đầu hừng chín rồi các bạn. Tí nữa mình quay một số những cây chôm chôm mình ẩn chín cho các bạn xem, chưa chín nhiều đâu, nhưng mà nó bắt đầu chín thôi. Còn sầu riêng thì thu hoạch rồi. Dạ, chắc gì được nữa thì chắc là nguồn hàng này. Đó, nhìn nó ấn lạnh không? Đang cho chứ xe để về luôn. Đấy, qua wow, trời là trời. Nó bị chất được 2 tấn, nó bị chất đi. Cái 2 ký, bị chất đi 2 tấn.
Đó, bây giờ để coi mấy anh chích sầu riêng làm sao nè. Chưa đi hai chiến cho đại nháo. Từ nào phải vô chiến nữa rồi. Vỗ dẹt trước không? Trước thầy nói mà, này trước. Vậy ra chiếc xe quay lại bạn nha. Lấy cái chỗ kia kìa. Nói vậy nó đứng chỗ đây nè. Chỗ này khoảng được bao nhiêu ký, bao nhiêu tấn anh nhỉ? 2 tấn. Hôm nay sầu được giá không anh? Đây, tôi chắc cần nha. Ri 6 hay gì? Ri 6 hột lép các bạn. Năm nay so với năm ngoái thì giá nó như thế nào chị? À, cao hơn chút ơi, vậy mừng cho bà con. Cứ mỗi năm mà nó cao hơn được chút là sướng rồi. Năm ngoái được giá rồi, năm nay cao hơn chút là sướng rồi đó. Ồ, mấy anh kia đang đi ấy sầu. À, đi lụm hả? À. Cái này là mới đi cắt về các bạn, tại vì cái nhà anh Vũ này năm ngoái mình có quay cho bạn xem một cái video đây rồi. Thì giờ đang đi lượm sầu riêng. Dạ dạ. Để lát nó đi, giờ em quay cảnh lên sầu riêng cho bà con ấy phấn khởi coi. À, canh nha mọi người. 54. Giật đó. Lên trên xe đi. Ôi, lên xe giật. Tốt ké cái tên đó không à. Nhiều giống gì? Thôi, chuyện đông hơn đẹp một quên. Không, cứ thoải mái đi anh, thoải mái đi, cái chỗ nào xấu em về em cắt mà lo gì. Cứ thoải mái, đừng chịu bày chịu thề là được rồi. Để lát nữa mấy anh còn đi cắt nữa thì mình đi theo mấy anh coi cảnh mà dục sầu riêng từ trên cây xuống chụp như thế nào đó. Nghe nói anh áo vàng này, anh lấy tay không anh chụp sầu riêng được mà khỏi khỏi dùng bao tay, khỏi dùng bao bố gì cả. Ít này quay phim lên bộ đồ nhất liền. Ô, dạ. Anh dùng tay không anh chụp sầu riêng từ trên cây xuống. Ở đây mình rất là phục mấy anh cái là có con dao à, dao vàng như thế nè. Mấy anh gõ cọc vô đó biết chai nào cắt được hay không cắt được thì đó mới là cái tài các bạn. Nghe nó đâu lương đi gõ 1 triệu ngày đó. Chịu ai làm? Ờ chịu không làm luôn hả? Trời, ôi trời, 3 triệu ngày luôn. Đó, 4 triệu rồi. Anh cho có trình nghề không cho em đi theo với. Đi gõ sầu riêng ngày 3 triệu á mọi người. Chịu không làm á. Đẳng cấp thật sự, đó là cái nghề nha các bạn nha, chứ không phải ai cũng biết mà lên mà gõ mà biết chỗ nào cắt được chỗ nào không đâu. Cái lượt chảy cho thùy kìa. À, bên kia đang chạy, đang vệ sinh, đó cắt xong thả xuống dưới đó để bắt đầu đi chất về. Hay mọi người thấy cái đống sầu riêng ở lạnh không? Anh tới cái gì tính đó chưa? Mấy tấn? Mấy xe rồi? Mấy mã rồi? Bị xả hả? Chị Thơ cứ gửi cái gì tính cho anh đó. 55. Vô đây đó. Anh đứng ngay đâu nhiêu câu hát không? Đồng minh sâu bằng mày. Ngay bùng binh ngay trung tâm á, vậy chạy xuống dưới hả? Xuống dưới kia rồi. Quay ngược lên ngay chỗ Bến xe Long Khánh nè anh. Cái điểm gọi dép Lào đâu. Rồi anh hỏi ngay chỗ dép Lào lên liền. Anh vô công nghiệp chú tre. Bật dép Lào lên. Đó. À con heo. Chết xe chết gọn không? Đấy. Các bạn thấy cái gì cũng phải có nghề nha các bạn ha. Chất sầu riêng cũng phải biết cách chất nữa nè. À, đẹp ha, chất đẹp ha. Đường le. Mẹ vô đường le Bình Lộc á. Anh chạy vô ngay khu công nghiệp chú xe 51. Chạy tới chỗ đâu mà. À, mấy anh kia thì đang đi đẩy về. Ở ngoài này mới cắt xong các bạn thấy còn rất từ lưa ở ngoài này nè. Nhiều lắm các bạn. Mà được cái là năm nay mừng cái là bà con giá sầu riêng nó lên thêm một chút đỉnh nữa. Ri 6 hạt lép ha mọi người. Ồ, được đọc lại cái là khi mà mình xuống đây mình quay cho các bạn xem. Vào cái mùa sầu riêng thì hình như ngày nào cũng mưa.
kỳ cục, nên những hình ảnh đây thì nó hơi bị tối. Năm ngoái mình cũng quay cho các bạn xem cái hình ảnh đi cắt măng cụt ở bên cái vườn bên cạnh ha. Chú hôm nay chú đóng cửa nhưng măng cụt nó chưa chín nhiều lắm. Mai mốt mình sẽ lên đây mình quay cho các bạn xem một số những hình ảnh đi cắt măng cụt với chú bên đây ha. Đi hái măng cụt ra, đi lấy măng cụt ra. Đây là cắt sầu riêng rồi nè, sầu dục xếp thành đống dưới đây, những cái đống xung quanh đây, ngoài kia một đống này, đầy đống này, đầy 4-5 đống này đó, xong chất mang về. À, khu vườn này rất là rộng mọi người. Đấy, bà con đang chất sầu riêng lên xe để chở đi. Nhiều chuyện quá đi. Mày nè, một tay mày cầm đây, tay giữ đây nè. Ừ. Đi gớt rồi. Đó, mùa này mà các bạn muốn thưởng thức sầu riêng ha tại vườn thì về Long Khánh. Sầu riêng Long Khánh thì một trong những cái nơi mà trồng sầu riêng hơi bị ngon đấy các bạn, ngon đấy. Còn thì măng cụt thì mình cũng nói thẳng, măng cụt thì bên Lái Thiêu thì ngon nhất, nhưng mà Long Khánh thì vẫn có măng cụt. Nhưng mà sầu riêng thì đỉnh cao rồi. Thật dữ lắm mà, để thật đầy mình luôn á. Tí nữa cho em học hỏi cách gõ sầu riêng nhé. Không, anh đừng có lừa em nha. Em em tại vì sắp mưa em không có thời gian nữa. Anh lừa em ở lại đây, tí nữa anh không cho em đi nữa. Ai vậy hả? Vậy hả? Ok ok. Dạ. Dạ. Thì đó giờ anh thấy ngày này 58 nó mang kia cho y vậy luôn. Bay. Nó không độc quỷ chứ. Là tao cái phim. Vậy là cắt tao lần nội ơi. Đồ dây cắt chứ, đâu có để làm gì. Vậy là cắt lòng tiếng nhạc hát hết lần nội ơi. Bên đây đi vô rồi. Năm mươi bảy hả? Đây, cái này là mấy anh này là mấy anh đi đẩy về đó, khi mọi người cắt xong á thì để dưới gốc như thế này đó, xong là đây là đi đẩy về các bạn ha. Ở bên đây măng cụt này, măng cụt của nhà chú. À, nhà anh Vũ bên có măng cụt này, có mấy cây trồng xen kẽ. Các bạn đi vô những cái vườn măng cụt trong giai đoạn này thì tối thui à. Đây vẫn có măng cụt này các bạn. Mùa này là đang chuẩn bị chín thôi, nếu mà măng cụt mà chín chín vụ là phải khoảng mùng 5 tháng 5. 5 tháng 5 hình như là hầu như tất cả các vườn trái cây đều chín. Được cái là khí hậu Việt Nam này, cái thời tiết ở Việt Nam thông thường là mùa xuân bắt đầu ra hoa kết trái ha, rồi xong là tới ngày mùng 5 tháng 5 bắt đầu chín hết, chín rộ hết, từ chôm chôm măng cụt sầu riêng, có riêng cái thằng chuối thì lúc nào nó cũng có cả năm, nhưng mà mấy cái trái cây ăn trái, cây lớn á, hình gỗ á, thì thông thường là như thế. Anh chụp được sầu riêng không? Anh có chụp được sầu riêng không? Ủa cái này anh biết gõ không nhỉ? Gõ làm sao mà nghe tiếng làm sao mà biết nó chín để cắt anh? Cái đó hơi gặp thợ. Gặp thợ hả? Nghe nói dưới miền Tây mà đi gõ sầu riêng ngày 1 triệu 2 triệu hay ngon lành ha? À, lương giám đốc. Đó, giờ đẩy vào. Chín không anh? Cho đó chín không? À.
đó, đẩy vào tập kết ở đây. Vô đây mùi sầu riêng nồng nàn. Em đây. Hôm bữa em thấy có nó đăng trên mạng anh, có cái trái sầu riêng gì 20 mấy ký con nhỉ? Có luôn hả anh? Có. Ồ, em tưởng là tụi nó không có thật có. Vậy hả? Không mấy ký, cao lắm 10 mấy 15 ký lắm lâu. Cái trên tơ là súng á. Dạ dạ. Trời vậy hả? Thế nó đăng nó chụp hình lên tới 22 ký một trái sầu riêng ít lạnh, em tưởng nó Photoshop chứ. Có trên căn không là vì có. Vậy hả? Có thật. đất nó tục, đất đỏ á, cái nó tớ nó em cũng không rành mấy cái này lắm đâu. Thấy ta kênh trái sầu riêng mà nhìn ấn lạnh luôn. Đó, ngày kiếm 3 triệu các bạn gõ sầu riêng nữa đó. À, nghe tiếng. Cái này là hái trên cây, gõ trên cây một lần rồi. Giờ xuống dưới này là gõ thêm một lần nữa để kiểm tra trái nào chín rồi các bạn ha. Kiểm tra trái nào mà sâu, nặm, bò, nó à, có nghĩa là mình nhìn vỏ hay là mình gõ anh? Đó, nhìn mấy cái màu đen đen giò á, vậy nhìn sâu rây. Dạ 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 dạ. Rồi bắt đầu lên mà lên. 55. Những cái trái này là gõ nghe bộp bộp là chín rồi các bạn. Có nghĩa là không vận chuyển xa được các bạn ha, không đi xuất hàng đi được mà không vận chuyển xa được. Này thông thường này là 9 cây, loại này là 9 cây để dành để bán cho bà con tiêu dùng ở gần đây thôi. Còn những cái hàng này là đi xuất khẩu. Đa phần năm nay bà con đi xuất khẩu nhiều. Đi qua ông bạn láng giềng. Đi qua châu Âu. Trung Quốc. Dạ. Châu Âu và Trung Quốc. Chuyện à. Hôm nay về tao không cho cọp là chết luôn á. Có tái khu đó tự đem vô. À, chín rồi. Đi chắc vô không tin. Nhìn cái xe sầu riêng ở lạnh không? Đi hết thằng Nguyên thôi. Đấy. Chín rồi, có đó chín á. Những cái hàng chín này là mang đi bán cho mấy bà con ở gần đây, ở trong những ngôi chợ ha các bạn. Ít vậy hả? Chà. Đó. Chà. Không có thấy đâu ra rồi, đúng rồi. Bà cũng tới non. Rụng cái chín tán luôn. Đây đây. Màu chứ màu nó vàng là nó không đẹp lắm đúng không? Tán cái sầu riêng rụng. Nghe cái trái xuống nét phá là chạy ung sùm. Phá đi. Mấy cái này nhìn đẹp nè. Nhưng mà nghe nói cái màu 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 lại không không đẹp bằng cái trái xanh. À sao chả ra. Bắn như bầu. Bởi gì vậy? Mình bà không tái. Nhắn ngoài đó. Chín nó rụng xuống á. Còn tái nữa. Tái bự nữa. Tái gãy con thì có xong. Chắc xong rồi.
Giờ đang lượi không có mệt quá. Còn tầm xíu rồi. Đi về cái này trước rồi vô lại xe nữa. Mà bọn con phải xíu được chưa? Bò lên cạnh nó. Rồi, sầu mi bay. Số 7 hả? Ừ. Không phải màu sầu riêng của nó hay không? Sầu riêng gì mà không? Từ 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 cho Trang quay quay cái khe chính đầu chính. Màu hồng quá luôn á. À. Thôi tên đi, tên làm cái đi. Đi đi đi. Thôi, đưa mày con phồn đi con. Cái đó là bị sừng sực anh. Nè. Bên đường không? À. Cái đó là nó chín cho anh đào. Hả? Lên đường không? Không. Màu cái kỳ, không có màu vàng của nó nữa. Không phải màu vàng của nó không có lên đường. Ngọt không không lên đường không ngọt hả? Này xào thịt bò được không? Dễ dễ, chút sách về xào thịt bò. Anh cắt cho em miếng hải vậy. Anh vũ cho không có gì đâu á, không có bọt nữa đâu á. Là nó giòn giòn hay sao anh? Giờ nó giòn giòn. Cái này là test đấy các bạn, test. Nát cái cơm hồng hay cơm vàng nữa chứ. Nó như củ đậu á. Đúng không? À, như củ đậu. Dạ, như củ đậu á. Thịt bò cho lợi nhậu được không? Được. Nó chưa ngọt. Nó hơi lợ lợ tí ha. Ok, tiếc quá các bạn. Bên nhà anh Vũ mới cắt xong. Thì mấy anh bây giờ chỉ có chất và mang hàng đi thôi mọi người ạ. Thì sáng nó gọi điện mình thì mình chạy lên tới nơi thì như cắt xong hết rồi. Tiếc ha, mình muốn quay những cái hình ảnh về cái gọi là cái việc đi cắt sầu riêng đó, những cái hình ảnh nhộn nhịp đấy để cho bà con coi, để cho mọi người coi. Nhưng mà lên tới nơi thì đang chết rồi. Đó thì mình đang lang thang tại xã Bình Lộc đây. Những cái con đường ở đây đa phần là được bê tông hóa hết rồi ha. Bên đây là vườn măng cụt các bạn. Măng cụt. Măng cụt cũng sắp tới mùa rồi. Giờ nó chín lai rai rồi. Và bên đây là vườn sầu riêng. Đa phần theo mình thấy đa phần ở đây những cái cây như thế này này. Những cái cây như thế này là ri 6. Ở đây thì các bạn cũng có thể thấy những cái cây cổ thụ như kia. Đó. Những cái cây như vậy thì theo mình được biết là những cái cây sầu riêng thường đó các bạn. Để nhà ăn đó mà. Đó, những cái cây như thế này thì ít người leo, đa phần là để cho nó rụng thôi. Các bạn thấy không, bên đây là măng cụt. Bên đây là sầu riêng. Trên lẫn điểm vào đó thì có một vài cây măng cụt. Còn bên đây là vườn măng cụt không. Đó, bây giờ là tới mùa rồi các bạn ha. Tới mùa thu hoạch rồi. Kể cả măng cụt, kể cả sầu riêng. Và bắt đầu chôm chôm cũng đang chín dần dần rồi ha. Đây, cái măng cụt này mình thấy chín rồi. Trên ngọn cũng có mấy trái chín này kìa. Nên mình quay sát sát cho các bạn xem này. Đây nè. Đó, bạn thấy đen đen không? Đó, chín lai rai rồi. Rồi, thì sắp tới hành trình tiếp theo của kênh. Thì mình mong muốn làm sao gửi tới cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh về mùa trái chín, những cái loại cây ăn trái ở khắp mọi địa phương. Giống như Lái Thiêu thì có măng cụt này nè. Long Khánh thì có sầu riêng chôm chôm, bơ đó các bạn. Các bạn nào thích coi những cái hình ảnh như thế nhớ đăng ký kênh giúp mình ha. Like, subscribe và chia sẻ video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nhé.